Yoshima xin được kính chào tất cả các bác ạ. Nay em lại về một cái thùng xe đạp như này. Thì rảnh thì em lại quay cho các bác cùng xem nó là chiếc gì. Hình như cái này là cái giấy giấy tờ chuyển nhượng, có thể họ để ở bên ngoài này. Đây là cái giấy chuyển nhượng các bác ạ. Đây là cái giấy chuyển nhượng. Đây là giấy nhiều giấy bóng các. Đây giấy tờ chuyển nhượng ở trước đây. Đây. Đây là cái bánh xe. Họ tháo bánh trước. Gian escape à. Đây cái vành này là vành gian. Gian escape thì chiếc này là chiếc gian rồi. Lốp này lốp 700x30. 700x30 của đây lốp gian luôn các bạn ạ. Chiếc này chiếc gian escape à. Đây hấp gian hấp nhôm. Rất là trớn. Đấy, nhìn vết vành này thì thấy là độ mới rất là cao. Đấy, toàn gian escape. Và nhôm cao hai lớp để ở đây là cây đan này. Họ bọc cẩn thận, họ bọc bằng cái giấy chống xước. Chiếc yên thời gian này.
bằng dính họ dán vào dính hết vào cái khung xe luôn. Dán đi kép qua màu trắng nhưng mà họ dán cái băng dính như này, sờ vào đây nó dính hết cái bụi vào luôn. Trên này có cả chân trống theo xe luôn. Qua một đống giấy bìa với lại các cái giấy chống sốc này bọc kỹ quá, rất cẩn thận luôn. Tháo ghi đông, tháo bánh trước, tháo pedal, tháo cọc yên. Sẽ lắp luôn cả cái di động này lên. Di này, di lấy cái lục giác lên cho bố. Để ở dưới đây. Đấy, họ bọc cái cái ghi đông họ bọc rất là nhiều luôn. Đây. Em sẽ lắp luôn lên để cuối cùng xem. Sẽ lắp luôn cả cái ghi đông lên luôn các bác. Họ tháo cái vận chuyển để vừa với cái size thùng ấy, thì họ tháo luôn cả cái ghi đông ra, tháo bánh trước ra. Vận chuyển màu trắng đẹp lắm, chiếc này màu rất là mới luôn. Nhưng mà họ dán lúc vận chuyển bên Nhật về đến kho bên Nhật thì họ lại tháo cái họ dán cái băng dính vào cái dán cái băng dính vào cái phần đây họ có cả cái pad để điện thoại. Em cứ lắp tạm lên đây thôi, xong rồi kiểm tra bảo dưỡng dầu mỡ thì cũng vẫn phải tháo ra cả cái pô tăng này và cái ốc chén cổ. Thế nên là bây giờ em chỉ lắp tạm ở đây thôi để các bác hình dung ra xe thôi như nào thôi. Chưa này là có cả cái pad tháo cái này thôi. Cái pad gắn cái điện thoại. Cái này chắc được. Cái mẫu này chắc được. Gắn cái điện thoại bé. Thì nó bé lắm. Dạ, để đây bác nào mà ấy thì em sẽ gửi kèm theo cái này xong.
lắp cái bánh trước này. Bánh trước này là dùng cái trước này lại dùng cái ti không phải dùng cái ti quick tháo mở nhanh đâu, mà cái này là dùng cái nước rác luôn. Cái cá tạm đây, bởi vì cái dòng da này nó có cái bắt, nó có cái bát bắt đây các bác này, nó có cái ốc để giữ, có một cái tai này để giữ cái trục của bánh trước, cho nên em lắp tạm ở đây thôi. Còn nếu mà lắp ở kia thì tí em lại phải tháo ra, thì phải bắt cái ốc này vào đây. Đấy, thì cho nó rất là cẩn thận, nó sẽ dòng da nó hay dùng cái kiểu đấy, dùng bát trục giáp chứ. Có chiếc thì có model thì nó sẽ dùng cái quick tháo mở nhanh. Để em bắt luôn cái cọc yên này nào. Đây, cọc yên thì nó lại dùng khóa mở. Đấy, khóa tháo mở cốt bẻ tháo mở nhanh. Đấy, em vừa khui cùng và lắp lên chiếc gian tiếp tháo luôn cái đôi PA này ra cho chiếc này nó dùng cái PA là phi. Nhìn mới lắp quá. Pedal này em để ra đây thôi, em cũng chưa không lắp đây. Đây dùng pedal VP quá. Đó, dùng đôi pedal VP như này. Còn cái giấy tờ giấy chuyển nhượng bên Nhật đây. Đây. Giấy tờ bên Nhật đầy đủ quá nhá. Quay qua chi tiết để các bác cùng xem này. Em vừa khui thùng xong chiếc gian Escape, chiếc này là R3. Đấy, gian Escape R3. Cái model thì chiếc này cảm giác rất là mới nha. Đây để em xem ạ. Asahi Cycle này là cái tem của cái nhà phân phối bên Nhật này. Đấy, có một số cái tem của hãng tem an ninh Nhật, cái chiếc này vẫn còn này, người ta cũng chưa bóc. Size xe là size M. Đây này, họ bên Nhật họ lại lúc vận chuyển về kho bên Nhật thì họ lại người chủ bên Nhật ấy, người ta lại cứ đi lấy cái băng dính, người ta dán luôn xung quanh cái khung này, cho nên là khi bóc ra một phát là để bọc về thì nó lại dính hết băng dính vào đây này các bác này. Đấy, các cái băng dính nó sẽ bám cái bụi vào đây. Đấy, thì nó trông nó sẽ hơi kiểu như là bẩn một chút ấy, hơi bụi. Đấy, cái này thì em sẽ lau đi thôi, sẽ lau vài lần để nó sẽ hết cái keo này, keo băng dính ấy, chứ này không nhôm. Rất là mới luôn, tem an ninh Nhật, gió đĩa Prowell 170. Đấy, mới lắm. Đấy, xích clip gió đĩa Prowell. Chiếc này dùng bộ chuyển động là Microchip 26, gian Escape. Thế cái này là model năm 2022 rồi, thì nó sẽ có thông thường dòng model năm 2022 ở bên phiên bản ở bên Nhật ấy, thì gian Escape R3 nó sẽ có hai phiên bản, một là sẽ dùng Antut 8 M310, M315 và một bản là sẽ dùng Shimano dòng Microchip này. Đấy, vành gian, lốp gian 700x30C. Chiếc này có cả cái chắn bùn, nhưng mà thấy mỗi chắn bùn sau thôi, chứ bắn chắn bùn trước em lại không thấy.
Đấy, độ mới rất là cao. Phản quang, phản quang. Xem cái tem gầm nó là nào. Đây, tem của hãng thì là cái tem số mã QR, à, mã vạch đây. Số khung. Đấy, xích clip xích KMC có chữ Z đây. Xích KMC. Clip. Clip này clip SRAM. Yên thì dùng yên da, yên gian, cọc yên gian, khóa gian. Đấy, các cái vết bằng dính này lại phải lau đi. Ghi đông pô tăng nhôm màu trắng của gian. Đây, chiếc này dùng bộ chuyển động là bộ Microchip cái này 8 tốc độ, bên này là 3 tốc độ 3x8, cấu hình 3x8 các nhá. Phản quang Nhật này, chuông Nhật có này. Đấy, phanh thì phanh Techo. Đây, phanh Techo. Cái đời mới này sẽ có hai phiên bản đấy, một là phiên bản dùng bộ chuyển động là Microchip. Thì bây giờ em thấy là đời mới bây giờ 2022-23 thì cái biển chi ấy, biển chi cũng có phiên bản Roma 3 thì lại dùng Microchip này đấy. Em quay sang mặt bên trái đây, pedal này thì em chưa, cũng không lắp nữa, cứ để đây thôi, em sẽ bảo dưỡng sau, đến lúc em sẽ quay chi tiết sau. Pedal VP còn rất là mới. Giấy tờ đây, giấy tờ chuyển nhượng bên Nhật thì đầy đủ các bác nhé. Giò đĩa đẹp nha. Mỗi cái này là băng dính này thì em sẽ bảo dưỡng xong, dầu mỡ thì em sẽ lau qua thì nó sạch thôi. Cái băng dính này thì họ lại đấy, răng đĩa nó chỉ có vết dầu đây, cái vết dầu thôi, còn rất là đẹp luôn. Chiếc này hầu như là không dùng mấy. Đấy. Cái Microchip M22 này, cái này rất là đồ đồng cuối đá luôn. Bình chi nó cũng chuyển sang dùng cái Microchip này, chân chống nhôm nguyên bản theo xe của Nhật này, bắt vào cái ti trục này luôn. Đấy, nó sẽ rất là ok, dùng nó sẽ, nó không bị bắt vào khung thì nó sẽ không bị xước khung. Đấy. Và cái chân chống nhôm màu trắng rất đẹp, cái này là của Flinger, cái chắn bùn này, phanh Techo, phanh màu trắng. Tổng quan chiếc xe như vậy. Ở bên trái cũng vậy, rất là mới, chiếc này hầu như là không sử dụng mấy, cho nên là tay nắm này rất là đẹp. Chả hiểu sao họ chuyển, họ lại cứ lấy băng dính họ dán. Chiếc này là khung nhôm, càng thì càng thép. Đấy, có những cái họ dán băng dính nó sẽ có bụi như này, nó sẽ bám bẩn như này. Đấy, em vệ sinh xong em sẽ bảo dưỡng xong em sẽ vệ sinh qua, lau qua cái vết bụi bám như này. Lốp rất là mới luôn, bao via đây. Đấy, chiếc này hầu như không dùng luôn ấy. Hấp nhôm, hấp của Giang. Zin ra zin quay em xem qua cái chuyển động của nó. Xem qua cái chuyển động. Cái bộ Microchip này thì dùng nó rất là nhạy. Và rất khỏe luôn. Đấy. Khối nổ thì ở mức độ vừa phải, nghe cũng rất là giòn tai. Từ 3 đĩa. Hạ xuống. Lên. Đấy, 3 đĩa trước thì lên xuống mượt mà. Chuyển sang cái clip sau. Như xe mới luôn qua. Cái Microchip này thì có thể bấm một phát, nó bấm lên, nó nhảy phát 2-3 đất được các bạn nhé. Cứ bấm vạn phát là tốc độ nhanh ấy, nó có thể nhảy nhanh được. Đấy, bấm và giữ thì nó sẽ lên liên tục luôn. Cái dòng Microchip này nó thế, rất thích luôn. Đấy, em sẽ vừa test qua chuyển động thì rất là mượt mà, gần như xe gần như mới bởi vì họ không dùng mấy. Đấy, còn cái vết băng dính này thì nó sẽ bám cái nó sẽ bám bụi vào đây, thì em sẽ vệ sinh bảo dưỡng xong em sẽ lau qua, vệ sinh thì nó sẽ sạch ngay cái vết băng dính. Đấy, còn hình thức tổng quan xe thì gần như mới, size thì size M. Đấy, size M thì với size của gian thì dòng đứng nó sẽ quanh 50 và dòng ngang tầm 53,5. Đấy, thì các bác có chiều cao tầm 1m
quanh quanh tầm 1m67-68 trở lên đến khoảng 77-78 đổ lại thì chạy sẽ phù hợp. Thậm chí cái này mét tầm 66-66 thôi, 65-66 lên đã chạy được chiếc da này rồi. Đấy, dòng Touring City Bike size rất vừa phải luôn, size M. Đấy, các bác tầm 1m66-67 trở lên thì chạy chiếc này sẽ ok. Đấy, em quay khui thùng và chi tiết cũng rất mất thời gian. Các bác xem nó sẽ hơi dài một chút mà rất mong các bác thông cảm. Đấy, các bác muốn xem khui thùng xe Nhật nó sẽ nguyên bản như vậy. Các bác ở gần thì qua địa chỉ nhà Zimbai số 39 có 325 Giảng Võ và số điện thoại là 0915 640 716. Đây là cũng em sẽ dùng luôn cả số Zalo. Em xin tạm dừng video tại đây. Kính chào tạm biệt và kính chúc sức khỏe tất cả các bác ạ.